Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành đề cương tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Nội dung đề cương nêu rõ Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029 là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang tiếp tục thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng để mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng với nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức mới. Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội là được sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường đối với chiến lược của đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc về vị trí vai trò của mặt trận tổ quốc việt nam trong giai đoạn mới